Thông tin thời tiết đáng chú ý đó là dự báo từ giờ cho đến thứ bảy thì Bắc Bộ trời sẽ ấm lên trước khi không khí lạnh đi xuống và gây mưa lạnh vào chủ nhật tuần này. Sơn La, Điện Biên và Lai Châu là những nơi có nắng nhiều nhất ở Bắc Bộ. Nắng từ sáng đến chiều với nhiệt độ cao nhất khoảng từ 30 đến 33 độ. Riêng đến thứ sáu, thứ bảy thì có nơi còn trên 34 độ, trời khá nóng. Còn lại các nơi khác, trong đó có thủ đô Hà Nội, nắng hửng về trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 29 độ.